Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Công ty ô tô Việt Nam VinFast tặng Lux A2.0 cho huấn luyện viên Mai Đức Chung và dàn xe máy điện Clara cho tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam. Chiếc VinFast Lux A2.0 và những chiếc xe VinFast Clara S đều thuộc bản cao cấp nhất là phần thưởng của Vingroup sau khi đội tuyển bóng đá nữ giành chức vô địch SEA Games 30. Sau khi đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam nhận chức vô địch SEA Games 30, Vingroup quyết định dành tặng những chiếc xe VinFast để khen ngợi và động viên những người đã đóng góp lớn cho chiến thắng vẻ vang này. Đây là lần thứ 6 liên tiếp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đạt chức vô địch SEA Games. Cụ thể, huấn luyện viên Mai Đức Chung được tặng một chiếc ô tô VinFast Lux A2.0, mỗi thành viên khác của đội tuyển được nhận một chiếc xe máy điện VinFast Clara. Chiếc VinFast Lux A2.0 tặng cho huấn luyện viên Mai Đức Chung là phiên bản premium cao cấp nhất, đang có giá bán lẻ khoảng 1,35 tỷ đồng. Phiên bản này được trang bị động cơ mạnh mẽ nhất, công suất 228 mã lực và mô men xoắn 350 Nm kết hợp hộp số tự động 8 cấp ZF. Một số điểm vượt trội hơn của phiên bản premium so với bản cấp thấp bao gồm bộ vành 19 inch, động cơ mạnh mẽ, hệ thống giải trí có âm thanh 13 loa cùng với nhiều tính năng an toàn. Những chiếc xe VinFast Clara bản S dành tặng cho các tuyển thủ nữ cũng là phiên bản mới nhất của dòng xe này, giá mỗi chiếc xe là 39,9 triệu đồng. Phiên bản mới sử dụng pin có thể đổi được chứ không phải loại cắm sạc như trước đây. Ngoài ra, dòng Clara S cũng có một vài đặc điểm khác so với phiên bản thường trước đây đã mở bán, như logo có thêm chữ S lớn, vành sơn đen giảm xóc cao hơn và thiết kế yên cũng có thay đổi. Chiếc xe máy điện được trang bị động cơ Bosch công suất 1.200 W và hai bộ pin lithium-ion có thể dễ dàng tháo rời. Khi đầy pin, xe có thể di chuyển được khoảng 140 km. Điểm mạnh của Clara so với nhiều mẫu xe máy điện khác trên thị trường là khả năng chống nước cao. Chiếc xe còn được tích hợp eSIM để kết nối thông minh qua ứng dụng di động. Bên cạnh những chiếc xe máy điện Clara S, mỗi thành viên đội tuyển bóng đá nữ còn được nhận thưởng 20 triệu đồng tiền mặt. Đây không phải là lần đầu tiên những chiếc xe VinFast trở thành quà tặng khích lệ thể thao cho các tuyển thủ Việt Nam. Trước đó, ông Park Hang-seo cũng được tặng một chiếc Lux SA2.0 bản cao cấp nhất bởi những đóng góp của ông cho đội tuyển bóng đá nam của Việt Nam. Giá chiếc xe Lux SA2.0 trên thị trường là 1,8 tỷ đồng. Vào tối ngày hôm nay, đội tuyển bóng đá nam của Việt Nam sẽ bước chân vào trận đấu quan trọng nhất SEA Games 30, trận chung kết với Indonesia. Nếu vô địch, rất có thể VinFast sẽ lại tiếp tục có động thái thưởng lớn đối với toàn thể đội bóng. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.